tại lễ công bố giải thưởng thương hiệu vàng năm 2023 tổ chức ngày 25 tháng 11 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm xanh Pharma đã xuất sắc được vinh danh top 10 thương hiệu vàng năm 2023. Đây là chương trình tổ chức thường niên nhằm liên kết và động viên tôn vinh các doanh nghiệp có uy tín, có thương hiệu mạnh, có năng lực trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Qua giải thưởng lần này, thương hiệu Merinil sẽ ngày càng phát triển và mang đến cho người tiêu dùng những giải pháp dinh dưỡng, góp phần vào sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ con người Việt. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng với những đóng góp to lớn của Merinil dành cho ngành dinh dưỡng tại Việt Nam.